bị thư giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam, tin tổng hợp. Theo phúc trình của Thanh tra, Chính phủ Cộng sản Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, trên 50% doanh nghiệp Việt Nam cho biết khi gặp khó khăn với chính quyền từ trung ương hay địa phương thì phong bì là cách giải quyết dàn xếp tốt nhất và nhanh nhất. Trên 2/3 doanh nghiệp cho biết là họ đã chủ động trong việc này bởi vì biết rõ không có phong bì thì không thể giải quyết khó khăn, doanh nghiệp trở thành nạn nhân và cũng là thủ phạm của tham nhũng. Không phải chỉ ở doanh nghiệp, phong bì hiện giờ đã trở thành phổ thông, bất cứ ai, cá nhân hay tổ chức có liên hệ với chính quyền mà muốn công việc được tiến hành nhanh, giải quyết nhanh thì phong bì có ruột, không thể thiếu. Tình trạng đang diễn ra mọi ngành, mọi cấp, nó lan cả tới bệnh viện, trường học. Phong bì đã tạo ra cảnh vô cùng hài hước, nhiều cơ quan công quyền Cộng sản Việt Nam treo khẩu hiệu liêm chính trong văn phòng hay nhiều cơ quan ra tuyên ngôn, lời thề thì việc trao phong bì diễn ra ngay dưới cầu khẩu hiệu, dưới lời thề. Phong bì là bao thư dùng để gửi qua đường bưu điện. Ngày nay tại Việt Nam, nói tới phong bì, phải hiểu ngay là bao thư không cần ghi tên người nhận, người gửi, dán tem, mà là bao thư có ruột, nghĩa là bên trong đựng tiền và người gửi trao trực tiếp cho người nhận.